Philippines versus Malaysia. Team Philippines, number 16, Raymar Kaduya. Number 45, Brandon Rosser. Number 15, Jores Napolis. Number 3, Marvin Hayes. Team Malaysia, number 27, Ting Chun Hong. Number 13, Chang Ji Fung. Number 15, Anthony Liu Wen Huang. Number 33, Xian Fu Woi. Bây giờ sẽ là cuộc chạm trán giữa Philippines và Malaysia. Bên phía Malaysia họ vẫn là những cái tên như thế. Philippines cũng vậy. Ji Feng Cha mang áo số 13, Anthony mang áo số 15, Siang Ting mang số 27 và Feng Kui mang số 33. Đó là những cái tên bên phía Malaysia. Còn với Philippines, họ có Roger mang áo số 45, Raymar Kaduyak mang áo số 16, Nabolez mang áo số 15 và cùng lão tướng Marvin Hayes mang áo số 3. Vinh Quỳ. Raymar Kaduyak. Roger. Marvin Hayes bật rất cao để rebound trái bóng tới từ vị trí của Siang Tình. Roger. Có điểm cho Roger. Một tình huống step back đẹp của Siang Tình. Tuy nhiên cú ném, cú ra tay thì lại quá thiếu và quá yếu. Siang Tình vẫn chưa đưa được trái bóng vào rổ. Anthony. Phan Quỳ. Tình huống ném 2 điểm tốt của Nabolez. Phan Quỳ. Điểm số đầu tiên của Malaysia. Roser. Liên tiếp là những cú ném 2 điểm của cả hai bên. Tuy nhiên thì hiệu suất thành công của các cầu thủ bên phía Philippines là tốt hơn. Ngày hôm nay cũng đã có rất nhiều những cổ động viên Philippines, những người đang học tập và sinh sống tại Hà Nội.
đến để cổ vũ cho đội tuyển 3x3 môn bóng rổ của nước này. Tại Philippines thì bóng rổ là một môn thi đấu có sức hút rất mạnh mẽ, và đó được coi là môn thể thao quốc dân của quốc đảo Philippines. Vậy mà Kaduyak không thể kèm được Phan Quỳ. Chỉ bằng hai cú lắc vai là Phan Quỳ đã qua được người. Và đã khiến cho Vậy mà Kaduyak phải phạm lỗi với anh. Đang có sự nhầm lẫn về điểm số và số lỗi ở trên bảng điện tử đến từ cầu thủ bên phía Malaysia. Raymar Kaduyak có điểm tính cho Raymar Kaduyak. Roger, hai tình huống y hệt nhau, một tình huống là ghi điểm tới từ Siang Tinh của Malaysia, sau đó thì Roger cũng đã có một tình huống đi bóng y hệt như vậy. Như vậy là Philippines và Malaysia đã hòa điểm với nhau 7-7. Roger quá khỏe, anh đòi hỏi một N1. Tuy nhiên có lẽ là trọng tài sẽ có sự nhắc nhở với Roger. Phan Quỳ ghi điểm tốt. Một tình huống dựa bảng rất nhanh của Phan Quỳ. Lão tướng Marvin Hayes với kinh nghiệm của mình vẫn có thể đưa bóng được sang phía bên tay trái, tránh đi tầm với của Phan Quỳ. Nabules. Marvin Hayes. Nabules trả ra. Roger. Phan Quỳ. Có lỗi của Roger dành cho Phan Quỳ.
vẫn là Feng Kui và cuộc đối đầu với Raima Kadoyak. Và lần này thì người chiến thắng lại là cầu thủ mang số 33 bên phía tuyển Malaysia. Feng Kui yêu cầu thay người. Bóng chạm trọng tài sẽ cho bóng về phía các cầu thủ Malaysia. Feng Kui đã bị block bởi Raima Kadoyak. Có lẽ là cầu thủ mang số 16 bên phía Philippines đã đợi tình huống và thời cơ này cả trận rồi. Anthony chưa vượt qua được truy cản của Naboles. Feng Kui có vẻ như đã thấm mệt. Anh liên tục gục người xuống để thở. Vừa rồi là một cú slam hai tay hoàn hảo tới từ Roger. Nhưng ngay lập tức thì người đồng đội của anh còn làm được một đường cong tuyệt mỹ đẹp hơn. Nhìn vào hình ảnh cú đăng rổ của Roger khiến tôi thực sự sững người. Raima Kadoyak, Marvin Hayes có block tới từ Anthony của Malaysia. Raima Kadoyak, hai điểm tiếp theo dành cho Philippines. Naples cũng đã chứng minh được mình có khả năng làm một xạ thủ. Chạy bước tới từ Feng Kui. Bóng sẽ quay trở lại với Philippines. Còn 2 phút 13 giây nữa cho cặp đấu này.
Raymar Kadoyak. Tình huống mất bóng của cầu thủ bên phía Malaysia. Tuy nhiên thì bóng đã chạm vào tay của Naboles bên phía Philippines và đi ra khỏi sân. Phan Huy. Với việc thể lực suy giảm như vậy thì Phan Huy không còn đủ tỉnh táo trong những tình huống ra tay. Và độ chính xác thì cũng xuống đi rất nhiều. Điểm số thứ 16 của Philippines. Trận đấu còn 1 phút 25 giây. Raymar Kadoyak. Roger, Naboles. Bóng vẫn trong sân, tuy nhiên thì tình huống cứu bóng vừa rồi của Roger đã khiến bóng đi ra ngoài. Di Phang Trang. Anthony đã đánh lừa được đối phương. Tưởng chừng như sẽ có đường truyền cho Di Phang Trang. Marvin Hayes rất khỏe. Marvin Hayes. Điểm số thứ 20 của Philippines. Naboles. Như vậy chúng ta đang thấy rằng điểm số của Philippines mới chỉ là 19. Họ còn 2 điểm nữa để kết thúc trận đấu. Bây giờ thì không cần phải đánh nữa. Khi mà chiến thắng đã ở sát rồi. Philippines với những cái tên như Marvin Hayes, Roger Naboles và cuối cùng là Raymar Kadoyak đã giành chiến thắng trước đối thủ của mình, đó là Malaysia.